Ok anh em nha Bây giờ sau khi được giới thiệu về một cái ạc nữa anh em ạ Đây là ạc một trong những ạc năm độc phải nói là mẹ đời, Cái ạc được đánh giá là đẹp nhất server hiện tại anh em Không biết là đúng không nhưng nếu mà nói là đẹp nhất thì cũng em không dám chắc nhưng mà Em cũng chưa xem đồ hiện tại em cũng bắt đầu xem cùng anh em anh em ạ Thì bắt đầu đây là ạc nhưng mà để nói về năm độc thì đây là ạc năm độc được đánh giá là đồ VIP nhất của năm độc hiện tại mà cũng được nhiều anh em đánh giá đây là ạc đẹp nhất hiện tại anh em ạ thì không lăng hoàng nữa em vào luôn nha anh em không biết là như thế nào em khá hồi hộp với cái ạc này anh em ạ đây là ạc nhồi máu cơ tim đây là một trong những cái ạc năm độc vào nha anh em để em mở bát xem là đồ nó như thế nào mà được anh em gì view ghê vậy nhá một quả đao địt mẹ sát thương vật lý 99% kháng hỏa 23 cái đao này tiếc là cái là băng sát có 46 điểm cái đao này. Kể mà băng sát trên 73 mà tốc đánh 20 ấy nhỉ. <laughs> hơi lố, hơi lố, hơi lố, hơi lố, anh em thông cảm. Khá đáng, khá đáng tiếc ở cái đao. Nhưng mà chắc ưu tiên cho mình là cái sát tương vật lý 100 và kháng hỏa 23%. Băng sát có 46 điểm thì không đủ mốc anh em ạ. Phải 73 hoặc 94. tiếp theo vào cái cái mũ nha đi vâng đây là một cái mũ mà phòng thủ vật lý 15 phần trăm thế là chậm 20 đây là một cái mũ về mặt phòng thủ vật lý thì cơ bản thôi phòng thủ vật lý 15 ẩn một thì em cũng thấy nó cũng nhiều nhiều thì nói không nhiều nhưng mà nó cũng không phải là hàng nô cái mũ này thì em cũng không đánh giá cao lắm nhưng mà được cái nếu như mà để nói là đây là một cái mũ mà phòng thủ vật lý kèm thời gian làm chậm thì đây là một trong những cái mũ mà phòng thủ vật lý có thời gian làm chậm mà em thấy rất rất ít ở hiện tại. Hình như là em chưa thấy mới thấy cái này cái đầu tiên. Tại vì nếu mà phòng thủ vật lý mà kèm thời gian làm chậm em mới thấy là hình như có vài điểm. Mà đây là một cái phòng thủ vật 15% mà có thể làm chậm 20% thì thời đồ tím thì chắc chắn cái mũ này sẽ bị loại bỏ ngay thôi. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì đây là một cái mũ được đánh giá là khoảng tầm 6 điểm trong thang điểm 10 của em. Cái mũ này em chưa đánh giá cao của cái mũ này. Tiếp theo cái áo đi. Áo thời gian phục hồi 40, sinh lực 20, kháng độc 3. Đây là một cái áo cũng cơ bản thôi. Không có gì đặc biệt với cái áo này cả. Cái này một cái áo cơ bản thôi anh em ạ tiếp theo đến cái đai đi. Đây là một cái đai thổ. Đai thổ kháng băng 21 chúng độc 20. Cái đai này thực ra em thấy nó cũng không có quá gì là ghê gớm từ cái đai này. Cũng bình thường à. Đai này cũng chỉ là một cái đai mẹ tầm trung. Trong cái set đồ. Tiếp theo là đến bao tay. Đây đúng là một cái bao tay mới là ngon này anh em này. Ở tay này mới đồng tiền bát gạo này, làm chậm 40, sinh lực 36, nội lực 56, phòng thủ lên 10. Một cái bao tay để mà nói bây giờ là đúng là một cái bao tay hàng, bao tay hỏa nô 1 hiện tại em tự tin luôn đấy. Đây là một cái bao tay hỏa nô 1 trong thời điểm hiện tại, tự tin đấy. Em thấy là bây giờ chỉ có mỗi cái bao tay này là bao tay làm chậm 40 và có phòng thủ vật lý 10%. Bao tay đẹp nha. Thang điểm 10 trong thời điểm thang điểm 10 trong thời điểm hiện tại thì chắc chắn cái bao tay này em đánh giá là 10 điểm, tại vì nó là hàng nô một của cái bao tay hóa hiện tại rồi, chắc chắn luôn, không có bao tay nào ngon hơn cái bao tay này vào thời điểm hiện tại luôn. Em không nói vào và em không nói vào hệ phái nào dùng nhá, em đang nói về bao tay riêng mình cái bao tay này thôi. Bao tay làm chậm 40 thì nhiều lắm nhưng mà để phòng thủ vật lý 10% nữa thì không có để mình cái bao tay không có làm chậm mà mình phòng thủ vật lý không đã, đã, đã hiếm rồi chứ chưa nói đến mà cả làm chậm 40 mà phòng thủ vật lý 10 phần má ơi luôn bao tay này thì em không định giá được anh em ạ tại vì để định giá những cái hàng con hàng nô như thế này thì nó cần vào kể cả người bán lẫn cả người mua chịu xuống tiền hay không thì nó sẽ thành giá đi bao tay thì sẽ là ngọc bộ làm chậm 40 chắc chắn luôn ngọc bộ làm chậm 40 ẩn một ẩn pháp 7 xin được 96 ngọc bộ này thì em đánh giá nó rơi vào khoảng tầm năm kim đến sáu kim căng lắm thì nó cho đến tám kim được cái ẩn một anh em ạ ngọc bộ em đánh giá ở cái thang điểm hiện tại nó rơi vào khoảng tầm tám điểm một cái ngọc bội ý... nói chung là vào thời điểm hiện tại nó gọi là vip đi em luôn nói thời điểm hiện tại mặc dù đây là bán đồ tím nhé tiếp theo là cái nhẫn Địt mọi cái nhẫn, ôi trời ơi Sorry anh em, ở clip trước em đã đánh giá cái nhẫn 2240 thổ kia là nhẫn nô 1 Nhưng mà cái nhẫn này mới đúng là nhẫn nô 1 đấy anh em ạ Má ơi 25-40 luôn Độ nhí Đúng cái nhẫn đúng cái nhẫn này mới là nhẫn nô 1 hệ thổ này Nhẫn đợt nhẫn hôm, hôm clip trước thì em đã xem một cái nhẫn mà 2240 Em đã nhầm khi định giá cái nhẫn đó là nô 1 Nhưng mà đây mới là nhẫn nô 1 Nhẫn kia chỉ là nô 2 thôi anh em ạ Má ơi cái nhẫn Sao có thể sản sinh được cái nhẫn như này nhỉ Để mà nó ảo diệu thế nhỉ Nhẫn này nhẫn lỗi rồi anh em ạ Nhẫn này lỗi rồi Nhẫn này nhẫn lỗi rồi Điều rơi được cái nhẫn này ta Tiếp theo là nhẫn Nhẫn mộc này thì Để mà anh nói thì cái nhẫn này chắc là Đang đeo để đi trên này nhẫn này chắc là đang đeo để đi trên anh em ạ nhẫn này thì không có gì đặc biệt nhẫn này sinh lực nội lực cao chắc là dùng để đi trên thôi tiếp theo là cái bao tay à tiếp cái cuối cùng nó là à đâu còn cái giày nữa đây đủ nhí đây phải nói là cái dây chuyền nam no một server hiện tại giới triển kháng tất cả 16 sinh lực 100. Má. Cái này nếu mà định giá thì em nói thật cái dây này rơi khoảng tầm trên 5 triệu. Dây này cũng phải tầm 5 triệu ấy, nếu mà phải là em thì chắc chắn phải 5 triệu em mới bán. 5 triệu đổ lên em mới bán anh em ạ. Má cái dây em ngồi em xem cái dây mà em còn cắn nóng tay anh em hiểu không vãi ở đây tiếp theo cái giày ui địt mẹ cái giày giày này lỗi rồi anh em ạ giày này cũng là giày lỗi anh em sao cái giày này lỗi thế nhỉ sao là phòng thủ vật lý hai phần trăm được nhỉ địt nhí giày này giày lỗi rồi anh em ạ à. giày này lỗi rồi sao lại có thể rơi ra cái giày này ta áo nhỉ để mà nói thì để đánh giá cái ạc này thì em nói thì thời điểm hiện tại là ạc này chỉ giữ những cái đồ hàng hot chứ ạc này em nói về độ mạnh thì em không đánh giá cao ở ạc này nhưng mà ạc này đúng là một cái ạc đẹp mẹ nó đẹp quá à luôn để đánh giá set đồ này thì cái dây chuyển này như em định giá thì nó khoảng tầm 5 triệu anh em ạ dây này dây này nó tầm 5 triệu nhưng mà 5 triệu chắc là chủ không bán đâu anh em ạ nhưng mà em đánh giá nó rơi vào tầm 5 triệu em tính vào thời điểm của xe vờ nha như là cái dây này tầm 5 triệu đến 6 triệu thì mới có người chắc là mới có người xuống tiền đoán vậy nhưng mà em nghĩ giá nó chỉ loanh quanh vậy thôi nhưng mà bây giờ mà trả tầm sáu triệu ông 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 chủ ạc à, cũng không ra ra không bán cái dây này đâu anh em má cái dây đủ nhí cái dây cái quả dây này cũng là dây lỗi rồi anh em dây này em không biết là giá nó bao nhiêu dây má ơi thật dây này chắc chắn cũng là dây tiền triệu rồi giày ảo nhỉ giày nhìn mẹ giày ảo thật đấy thế thì nghe phong phanh ấy, anh em bảo cái giày này thì hình như là anh em mua rơi vào tầm hai triệu rưỡi ấy. nhưng mà sao cái giày này ảo thế nhỉ giày này lỗi anh em ạ bao tay này cũng là bao tay ảo bao tay này cũng là bao tay lỗi đéo rồi, ngon đấy nhỉ Nhẫn này cũng nhẫn lỗi này. Giá trị ở ạc này thì rơi vào tay cái cái giày, cái dây, cái nhẫn. Cái mũ này thì em không đánh giá cao quá anh em ạ. Mũ này thì em không đánh giá cao của cái mũ này. Tại vì cái mũ phòng thủ vật lý thì em thấy nhiều. bao tay với cái giày này chắc chắn cũng trên 5 triệu hai cái món này cái dây này nữa dây là 5 triệu nữa ba món này đã chục triệu trở lên rồi vãi là lùn thật đây là em định giá còn không biết là anh em định giá như thế nào bốn năm bốn năm triệu giày bao tay giày ghê nhỉ ba món này nó cũng rơi vào chục triệu anh em cái nhẫn này nữa cái nhẫn này chắc cũng phải và nhẫn này em nói thật chắc cũng phải rơi vào tầm hai triệu hai triệu trở lên nhé hai mươi kim nữa cái này có 20 kim nữa, hơi ảo. Nhất này rẻ nhỉ. Ok anh em nha, hẹn gặp anh em ở clip lần sau nha. Đây là ạc nhồi máu cơ tim, một trong những ạc năm độc, phải gọi là chủ của ạc này đầu tư khá vãi lìn anh em Không phải khá nữa mà đầu tư vãi cả lìn luôn đấy. Nhất là cái nhìn cái dây này, má ơi. Ok anh em nha. Hẹn gặp anh em ở các clip lần sau nha. Cảm ơn tất cả anh em đã luôn theo dõi ủng hộ cái series soi đồ cao thủ này của em nha. Hẹn gặp anh em ở các clip lần sau nha. Bye bye tất cả anh em.